Hello em, hôm nay mình đến với cái bài này nha. Rồi trước hết mình đọc đề nè. Bây giờ cái đề cho mình cho số đo của một góc nằm một góc đáy của một cái tam giác cân. Mình chưa mình cần phải biết những cái từ này, số đo của một góc dưới đáy của một tam giác cân. Đây là 42 độ. Đó. Hỏi cái góc bên ngoài. Hỏi cái gì? Cái góc bên ngoài của cái đỉnh của một tam giác là gì, là bao nhiêu. Đó, thì trước khi anh giải cái bài này á, thì hãy dừng video lại, dành cho mình khoảng 1 phút tới 1 phút rưỡi mình làm cái bài tập này, vẽ hình ra và làm cái bài tập này trước khi anh giải. Rồi, bây giờ anh sẽ giải cái bài này. Đầu tiên mình phải vẽ hình ra. Bây giờ nó cho mình một tam giác cân đúng không, anh sẽ vẽ cái đáy này trước. Một tam giác cân. Tam giác cân, được chưa? Đây là một tam giác cân. Thì anh sẽ nhắc sơ qua những cái tên gọi trong trong những cái bộ phận tam giác cân. Đầu tiên, hai cái này. Đầu tiên, cái cạnh. Khi mà nó cân tại, ví dụ mình cho tam giác ABC đi. Thì ta luôn có cái cạnh BC, nó được gọi là base. Đó. Thì sao? Thì cái base angle là góc nào? Nó chính là góc B. Và góc gì? Góc C, được chưa? Góc B và C là base angle. Góc C, B cũng là base angle luôn. Rồi, góc A đặc biệt hơn là gì? Đó là vertex. Đó. Thì mình phải biết được cái đề nó hỏi mình là tìm cái góc phía bên ngoài của cái thằng nào. Cái này là tìm bên ngoài của góc A, chứ không phải là góc B đâu. Được chưa? Rồi, bây giờ góc bên ngoài có nghĩa là sao? Anh nhắc lại kiến thức cũ một tí xíu. Góc bên ngoài. Đây mình có một cái đường thẳng. Mình có một cái góc bất kỳ. Gắn cái này. Rồi, anh sẽ có cái tia này là tia XY đi. Cái tia XY, cái này sẽ là O. Cái này sẽ là A. Cái này sẽ là Y. Thì góc ngoài là sao? Chẳng hạn như là mình có góc AOI đi, là góc này. Nó sẽ là góc bên trong. Được chưa? Và cái góc XOA, góc bên ngoài đây, nó sẽ là góc ngoài. Đó. Mình muốn xác định góc trong ngoài thế nào thì mình từ cái đỉnh này nè, mình kẻ một cái đường thẳng nối dài ra, mình sẽ xác định được góc nào bên trong, góc nào bên ngoài. Được chưa? Rồi, anh quay lại với cái bài này. Cái đề này nó hỏi mình cái gì? Nó là số đo của góc ngoài của cái đỉnh, đỉnh A, đỉnh vertex. Là khi mình có gì? Tam giác cân tại A, thì cái A chính là cái vertex đó. Mình hãy nhớ cái này là vertex, còn hai cái này là base angle. Mình phải phân biệt ra để mình không có bị sai. Rồi, tiếp tục là gì? Mình có một tam giác cân. Mình có một tam giác cân đi. Đây là tam giác ABC. Tam giác ABC. Tam giác cân ABC cân tại A đi, mình cho A là vertex. Đó, thì vertex là cái nào? Là chính là cái đỉnh A này đây. Và tại sao? Cân tại điểm nào? Vậy chứ là cái vertex nó sẽ nằm tại điểm đó. Tiếp đến, muốn vẽ gì? Muốn vẽ được cái góc bên ngoài thì mình có hai, mình có thể dùng sau đây. Đầu tiên là mình vẽ một cái đường nối dài thôi. Từ cái điểm AB mà nối dài đi. Được chưa? Đó. Thì sao? Thì cái góc bên này sẽ là gì? Góc trong. Còn cái này sẽ là ngoài. Được chưa? Mình xóa bớt cái này đi.
Đó chính là góc ngoài. Rồi nó cho mình cái gì? Cái base angle là 42 độ, được chưa? Góc này 42. Do sao? Do ABC tam giác gì? Tam giác cân. Nên cái góc C cũng là 42 độ luôn. Đó. Rồi, tiếp đến là gì? Cái góc ngoài này mình có hai cách tính, được chưa? Thứ nhất là mình dựa vô cái định nghĩa của góc trong và góc ngoài của một góc là gì? Góc trong và góc ngoài quan hệ như thế nào? Mình có góc 1, có góc 2. Thì sao? Thằng M1 cộng cho M2 sẽ bằng 180 độ. Được chưa? Mình sử dụng cái cách này để mình tính trước. Cách 1 là gì? M1, M2 bằng 180 đúng không? Thì do tam giác ABC, tam giác cân nè, mình được 42, 42. Vậy thì cái góc A bên trong nó sẽ là bao nhiêu? Nó sẽ là 180. Thì góc A này. Góc A bên trong sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 180 trừ đi hai góc còn lại. Sẽ bằng 180 trừ 42 96 độ. Không, 100 bằng 96 độ. Thì ta có sao? Ta có M góc A bên trong cộng gì? M góc A ngoài bao nhiêu? 180, đúng không? Thì mình thay số thôi, suy ra M M A ngoài bằng bao nhiêu? Bằng 180 trừ 96, đúng không? 180 trừ 96 bằng 84 độ. Thì trường đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai thì sao? Bây giờ anh sẽ tạm xóa đi cái này nha. Đây là cách thứ nhất nha. Mình còn một cách nữa để mình giải quyết cái bài này nó nhanh hơn. Là sao? Đây anh sẽ vẽ mô phỏng ra. Để mô phỏng ra cho khi mình có một tam giác này, mình có một cái định lý như thế này, ngoài cách thứ nhất ra, cách thứ nhất là cách đơn giản dễ nhất để mình làm, được chưa? Ngoài ra nó còn một cách nữa, mình áp dụng định lý này, cái góc ở bên ngoài, được chưa? Chẳng hạn như là góc góc này đi, nó sẽ bằng tổng hai góc trong không kề với nó, là gì? Nó sẽ bằng góc B cộng thằng C. Có nghĩa là sao? Anh phát biểu nè, M của góc A bên ngoài nè, M của đừng dùng không ngoài, M của góc XAC, XAC sẽ bằng tổng hai góc trong mà không sát với thằng A là gì? M của góc B cộng M của góc C. Đó. Thì cái này là một cái mình cần nhớ. Mình sẽ đóng khung nó lại. Nếu mình không nhớ cái này thì thôi, mình có thể làm cái cách thứ nhất. Được chưa? Rồi cách 2 của bài toán này thì sao? Mình có hai góc trong bao nhiêu luôn? 42 và 42, đúng không? Vậy thì suy ra cái M của góc A ngoài bao nhiêu? Bằng tổng hai thằng bên trong không liền với góc A là thằng nào? Thằng M góc B cộng gì? M góc C. Nó sẽ bằng 42 độ cộng 42 độ bằng mấy? Bằng 84 độ. Đó. Mình để ý nè. Khi mình ra một làm một bài toán, mình làm hai cách. Mà hai cách, cái kết quả nó đều giống nhau. Như vậy thì mình sẽ có được một đáp án đúng. Vậy thì đáp án của con này sẽ là câu 2. Đó. Thì cái này có thể là những cái kiến thức để mình bổ sung thêm. Rồi, thì có thể em về sẽ làm lại những cái bài này một lần nữa để cho mình chắc cái góc.